បាទសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលលើភ័ស្តុតាងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលបានយកមកបង្ហាញនៅក្នុងអង្គសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នឹងញុះញង់របស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជនជាប់ឃុំនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់ពួកគាត់និងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុនចន្ទរដ្ឋាបាទ មន្ត្រីពន្ធនាគារបានដឹកស្កម្មជនបពប្រឆាំងបីនាក់ឲ្យចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះលើបោះចោលរូបគណៈក្បត់នៅបន្ទញញងរបស់សកម្មជននៅឋានដំណំគណៈបពប្រឆាំង 39នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាសកម្មជនតនេះរួមមានលោកវឹងសំណាងលោកខាន់បំផេងនិងលោកកុមាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រិសោម៦នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចៅក្រមជំនុំជម្រះគឺអ្នកស្រីអុករ៉េកុនធាបានចោតសួរទៅលោកកុមាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសវនាការលើកទី 7នេះគឺ
chứ môi bộ rộp xin tiết nâng khách xoài điện. Bọn tay phó tàng nị, trời bàn lục cô mà thay cho bộ mô ơn chùm nôn chùm rẻ, thay chỉ ca cắt tố khô bị ca bực. Bọn lục cô mà cứ đồ sợi cổ sát, thay cao chính bình bật tốp sao vần đá ca thay bắt đầy đồ sợi, nơi tại áng thay lô mà bà bật khó chạm bạm, đôi ca chạm bật căn đồ bò tỏ là ca tì. Lục sợi chạy tục rừng cơ đầy cơ đàm nị, thay chỉ ca thơ tục bộ mô ninh phần điều bài, hay xin áo tỏ là ca đo lên bắt đầy đồ sợi, nâng xa cam chôn ở tây tiết, ở miền sợi phía lòng vĩnh, được khám minh lạc hẳn. Hay có đôi chia chụp chung cái nia nhâm bài nhâm mà ha ấy mà đoan mà ca ấy mình men ro thằng ngày thế anh ấy chia cứ chia sạch bọc cọt trà sầm đạp nhóm từ chừng hay anh ấy sầm đạp nhóm vô khơi như tha vì mình pa nhà ha mà thầm hai cái nia nhâm ấy rư cỏ một đông cái nia nhâm ấy vì mình pa nhà ha ấy chia thông đông đại thưa ơi cái chào bọc cọt đã rôm cầm nát cái bát này cho mình ai từ tua cho ba này trà mấy tivi ca pika đây cam chun bà pachalo xong sự cùng mưa khuyên tha po tăng đa sầm mặt kịch lời dùng mà bằng hai ní, hạ miếng phía mình bảo gần đây, hai mình chạy bà lọ tì. Đôi chân này lọc thác xa át xâm lệnh, nhưng cầm nọt hai đàm trái dưới thì thôi dùng mà bằng hai ní, mình ai đàm mình tốt lực cùng cái đây là bằng lúc bàn tì. Chứ mức này ní, lô xóm sẽ không có xa nào xa mặt kịch, cô dục ho tăng mình chung một tà lạc ca, hạ miếng phía chạy bà lọ chứ ní. Chúng tôi thà ở xa mặt ca bất mấy ní cư miền đạc nạc, miền đạc nạc xuống đánh đau đó mình toàn chụp bàn ở chụp bát loạn ở lại để toàn đàn đàn ngập hỏa táng hay nếu miền vị mà tệ xong xây chân đàn đàn ngập hỏa táng. Lúc xóm sẽ còn đang thay lúc khăn bồn phê, bàn thay lạc lần chữ, đòi cát chụp ngư chữ bù, nâng rồi lệ cực bẹt thôn thố, mới là anh cô chạy xâm lúc nó ong chụp luôn cho đẹp bàn tì, hay tà lạc ca có bồng vai xâm lụ, xô lô cùng mát chụp nửa vinh. Trong nay, bà lô vương xâm nàng, cứ lô xây tiên chân đà, thay tháp bà đê lô xây mình chụp hồ đồng mòm, bà tô bay chứ không bồn tình đi kia chụp nghệt nàng. Hai hộp chọc một cục rong cả đói, có lòng mà bỏ bóng chăn tẹ tiêm tiêm mình sẽ đẹp hiệp, nâng bị chia thập tay bình lên những cam bị chia đài. Nhưng mình ta xâm nông phô, ta đài hai, ta đài tiết tha xong, bắt đầu sớt, bắt đầu sẽ đẹp hiệp, đọc đấy khi nhông có đôi chia bông bông đài, cho bôn thần ý kia nâng, rồi xa phụ quạt cái đôi chia khi nhông nâng, cứ sớt ta nẹ lục bạ hay phát khát được khi này chân bờ sân chia, nó ta vô tơ vô mau mà tật mà đông, đọc ngay mà đông chân, cuộc kinh nghiệm của bạn là bông để xa dương lang cho người mình sưu chẳng á na chẳng nói tình vậy từ đại tha xôm xùm nôm po ao con nâng tùm lẽ rồi cả chào tình ao hơi đó sẽ sẽ đầy phiền đó ở đây đứng nhiều vinh tiệm tương đường đi môn tây sa mạc công sự thêm đồ ạt học lô di sọc sàn đại ban chùa đồng bằng cây không sao và nà cani vô khi thay đứng cái đây cả đầm đi tòa ca cù bị chà nà lên đại nhiều bài thôm đã ao bực con nghiệp một bị phiền sạc kia đó sai tam phơi nhiều bài vinh tờ bài mình chọc xùm nôm đường đi tham gia các sầm lọt sầm đùa. Vậy đại dương các sầm cơn mùi tiết cứ khơi phải cầm được cả đôi chia bể nhé hát đôi chia hát đôi chia chọn còn tại ao quan xa là phía bắc và đôi chia chấm nói tại ao quan xa là phía nằm bay ao chọc tại cả xua đỉnh đào phần trái quan bản bàn xa là phía tây đại xa quan tha ở vậy để quan vớ cứ quan bản khóc còn tại chỗ uống ấy còn đôi chia ca sầm đáy mặt thế. Không chỉ nằm xe cam chôn bạp bạch hàng 39 nè, đại tử ban tử la ca cho bạc căn bị bỏ rung gần nơi cơ bọn nì. Tử la ca có ban cho bạc căn thang đờ nòm cả bạp bạch hàng, đôi chìa lúc xong lần xì, nè xe rây mù sực hù, nè lúc anh chạy yên chạy đàm. Trong này xe cam chôn xem xên tiện, đại rộng bọt cho mùi khả nền nì, bù kê phía trang của bộ rõ phía khuôn nơi cả bạc tế. Thông mây hãy đo lên nét tôn nữ bài, ông mình sẽ thấy phía lòng vĩnh, nâng môn cao bạch chân áo chân áp bí bọn hòa phê bầy. Xong nông rừng nị, nâng cao ông ca khó mơ bì một trái ông ca xa bạch chết, môn trái sản thuốc bạch tê lô xa rây mùi chồng nguồn, nâng ông ca xung cung sử vật. Xa la đà bồn,
នៅបន្តបោះសវនាការចំនួនជំរះសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាកន្លងនេះខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន